Hi, chào mừng các bạn đến với kênh đeo hình ly nha hôm nay ly chia sẻ với các bạn một mẫu mây mà các bạn có thể chơi tết nè có thể diện đi tiệc được luôn cái mẫu mây cực kỳ là sang chảnh luôn các bạn ha trước tiên thì ly chuẩn bị cái lớp nền màu xanh lá cây và ly có sơn tấp lì các bạn ha xong rồi ly sẽ vẽ mây lên đây và mình trà chán gương thật là kỹ các bạn ha xong rồi các bạn phủi và đến cái bước này là cái bước quan trọng nè các bạn sẽ sử dụng cái cây cọ râu thần thánh và sơn treo màu đen để mình đi nét lại cho mây của mình ha và các bạn sơn top lên nữa, nữa là hoàn thành cái mẫu móng của mình rồi này cực kỳ là nhanh luôn các bạn xem xong clip nhớ like cho ly nha thank you các bạn bye bye